Lưu ý, video này không hề spoil cốt truyện của game nên không cần cân nhắc trước khi xem. Ngày 9 tháng 11 đang đến rất gần và có lẽ ai trong chúng ta cũng đang nóng lòng trông ngóng God of War Ragnarok được tung ra. Tuy game thủ chưa có cơ hội trực tiếp chơi nó, nhưng một số nhà báo, reviewer đã được trải nghiệm bom tấn của nhà Sony trước ngày ra mắt chính thức. Vậy hãy cùng điểm qua những đánh giá của họ để xem phần hậu bản của God of War có hay, có đáng để chờ đợi hay không nhé! Trước khi đi sâu vào các yếu tố gameplay hay cốt truyện, hãy đến với ấn tượng đầu tiên cho tất cả các game thủ được chơi Ragnarok. Nếu bạn còn nhớ God of War 2018, một tựa game được chạy trên PS4 khi chiếc console nhà Sony đã đi đến những năm tháng cuối của vòng đời. Nhưng vẻ đẹp mà nó mang lại đã làm những người chơi vô cùng thỏa mãn. Và đương nhiên, khi phần hậu bản God of War Ragnarok được chạy trên PS5, hãy thử tưởng tượng mọi thứ còn vượt xa đến thế nào. Theo bài phỏng vấn của PlayStation Asset, các reviewer đã khẳng định trailer hoàn toàn không phóng đại về vẻ đẹp của God of War. Điều này theo tôi được dựa trên hai yếu tố chính là phong cảnh và cử động nhân vật. Chắc các bạn còn nhớ Santa Monica đã thuê luôn Christopher Judge đóng vai Kratos để có thể vừa lồng tiếng vừa diễn xuất. Với công nghệ motion capture, chuyển động của God of War 2018 đã là rất ấn tượng và chỉ cần họ duy trì được chất lượng diễn xuất thì thành công của Ragnarok đã phần nào được bảo đảm. Về phong cảnh và thiết kế môi trường game, PlayStation Access đã sử dụng một cụm từ ngắn gọn nhưng theo tôi là diễn tả đầy đủ vẻ đẹp của nó, đó là hùng vĩ và thơ mộng. Nên nhớ khác với phần trước, Ragnarok sẽ cho bạn khám phá đủ không gian của Nine Realms. Bạn sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự vĩ đại của cựu giới. PlayStation Blog cũng dành nhiều lời khen tương tự về một Midgard lấp lánh trên PS5 sống động với hình ảnh 4K sắc nét và tốc độ khung hình mượt mà. Trang tin Video Game Chronicle còn nhận định đó là một bước nhảy vọt về mặt hình ảnh, từ cách băng tuyết phản ứng lại với mỗi bước chân của nhân vật đi qua hay cách ánh sáng phản chiếu trên từng viên tinh thể băng đều có thể làm người chơi cảm thấy bao nhiêu công sức chờ đợi là không uổng phí. Nói đến đây, tôi lại thấy lo cho cái PS4 cũ của mình quá. Có lẽ để trải nghiệm game một cách xứng đáng nhất, bạn nên bỏ tiền ra mua PS5. Gameplay và combat cùng đến với phần có lẽ được nhiều người mong đợi nhất, thậm chí với nhiều người nó còn quan trọng hơn cả cốt truyện, đó chính là combat và gameplay. Trong khi trang Eurogamer.net đánh giá God of War Ragnarok chưa có nhiều phát triển trong combat so với phần 1, thì cũng có không ít trang khác như Video Game Chronicle.com hay GameSpot lại dành khá nhiều lời khen. Đương nhiên, để Ragnarok mạnh dạn thay đổi cơ chế gameplay như God of War 2018 đã từng làm sau phần 3 là điều rất khó và có lẽ Santa Monica cũng không dạy gì mà làm thế. Và nếu bạn đang mong chờ một trải nghiệm cực kỳ mới mẻ, thì có lẽ sẽ phải hy vọng vào phiên bản God of War tiếp theo khi thần chiến tranh đặt chân đến vùng đất mới. Mặt khác, việc không có nhiều thay đổi trong cơ chế điều khiển cũng không hẳn là xấu. Theo quan điểm của GameSpot.com, đôi khi hai phiên bản cần có sự nhất quán và gắn kết giữa hai bên, đặc biệt là khi câu chuyện chỉ cách nhau 3 năm. Người chơi vốn chỉ đã quen với cách điều khiển ở phần 1 nên bỏ thời gian công sức và mạo hiểm để thử nghiệm lối chơi mới trong thời điểm như thế này có thể là không cần thiết. Hẳn các bạn vẫn còn nhớ game thủ đã phản ứng như thế nào khi góc quay mới từ sau lưng của God of War 2018 được công bố. Góc quay camera hẹp phía sau Kratos đã chứng tỏ được hiệu quả của mình từ phiên bản trước và vẫn sẽ được giữ nguyên ở Ragnarok sắp tới. Về vũ khí, bạn sẽ sớm nhận ra cảm giác quen thuộc của phần 4 khi game cho Kratos khởi đầu với Leviathan Axe, Blade of Chaos và Guardian Shield. Điều này cũng hợp lý thôi. Hãy nhớ lại mỗi lần bạn phải để Kratos đánh tay không vì đám quái miễn nhiễm sát thương của Leviathan Axe. Đành rằng các chiêu thức tay không của Kratos cũng rất tuyệt vời, nhưng việc sở hữu cả Leviathan Axe lẫn Blade of Chaos ngay từ đầu sẽ cho chúng ta nhiều sự lựa chọn trong combat hơn. Ngoài ra thì cũng hơi kỳ về mặt cốt truyện nếu Kratos lại giấu nó đi một lần nữa. Blog PlayStation cũng viết thêm trong bài review về cảm giác phân tích khi camera và controller rung lắc. Nó làm tăng thêm cảm giác lực của mỗi đòn đánh, mỗi cú va chạm. Bên cạnh đó, âm thanh của mỗi món vũ khí khi cắm vào xác thịt và âm thanh khi bạn thu hồi Leviathan Axe là rất tốt. Tuy nhiên, đổi lại cho việc có đầy đủ hàng nóng là bạn cũng sẽ gặp đa dạng kẻ thù với nhiều nguyên tố hơn so với bản cũ. Game vẫn sẽ có một hệ thống skill tree, runic, nâng cấp gear giống với phiên bản trước. Và vì các reviewer mới chỉ được trải nghiệm vài tiếng đầu nên không có quá nhiều thứ mới mẻ để bàn. Ngoài vũ khí và một số đòn tấn công cơ bản, game cũng cho người chơi thấy một chút đổi mới. Nút tam giác huyền thoại giờ sẽ không chỉ còn dùng để gọi Leviathan Axe về nữa. Nếu bạn giữ liệt nó, cây rìu sẽ được bao phủ bởi một lớp băng và tạo hiệu ứng Frost Awakened cho đòn tấn công tiếp theo. Tương tự như với Blade of Chaos, giữ liệt tam giác, Kratos sẽ múa cặp song đao tuyết mù như những ngày trai trẻ, trâu.
rất tốt để phá khiên hoặc bào máu đám đông. Quan trọng hơn là tôi luôn thấy những pha múa lửa của Kratos trông rất ngầu. Trang blog PlayStation cũng tiết lộ một cơ chế tấn công mới khi anh trọc sẽ có thể nhảy từ vách đá, tung một đòn tấn công bất ngờ lên các kẻ địch bên dưới giống như trong trailer. Vũ khí hay trang bị sẽ chỉ mạnh khi được đầu tư và nâng cấp đầy đủ. Và đây là lúc thích hợp để nói đến hệ thống nâng cấp của game. Trong phiên bản lần này, Brock và Sindri vẫn sẽ là người phụ trách cho quá trình nâng cấp trang bị của hai cha con. Ngoài hai món vũ khí thương hiệu, có vẻ Guardian Shield cũng đã được Santa Monica chú ý đến. Nếu bạn là một thánh soi, chắc bạn đã để ý đến chiếc khiên của Kratos trong trailer đã bị hỏng. Và Kratos được hai anh em nâng cấp cho một chiếc khiên mới. Tùy vào chiến thuật cũng như lối chơi của mình, bạn sẽ phải lựa chọn chiếc khiên phù hợp cho Kratos. Theo lời chia sẻ của đội ngũ thiết kế Animation và Combat của Ragnarok, về cơ bản, những chiếc khiên nhỏ cho phép bạn tấn công linh hoạt hơn cũng như có khoảng thời gian để phản công. Ngược lại, khiên lớn có thể chặn nhiều sát thương hơn và có vẻ làm thêm được vài trò kiểu như này. Tạm thời quên đi đám hạng nóng của Gods of Sparta để đến với con trai của anh. 3 năm trôi qua và Atreus đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu không còn là đứa trẻ leo lên lưng Kratos mỗi khi trèo vách núi. Giờ đây, cậu như một trinh sát nhanh nhẹn, nhanh chóng vượt qua địa hình trước cả bố mình. Đương nhiên, cậu cũng bắt đầu có cho mình suy nghĩ riêng, nhưng đó là vấn đề của cốt truyện, một thứ mà sau khi game ra mắt, chúng ta sẽ bàn kỹ hơn. Hãy cùng xem đến khả năng combat của Atreus. Có thể nói, sức mạnh của cậu đã được gia tăng đáng kể, không còn là boy non nớt ngày nào. Giờ đây, Atreus phát triển thêm kỹ năng chiến đấu của mình, kết hợp một số phép thuật cùng khả năng cận chiến. Thay vì phụ thuộc vào bố, cậu sẽ chủ động tham gia vào các pha combat hơn. Sindri cũng nâng cấp cây cung bằng một sợi dây mới, khiến con trai của Kratos có thêm kỹ năng Sonic Arrow để phục vụ cho các màn giải đấu sau này. Có thể nói chúng ta ai cũng muốn nhìn thấy Atreus trưởng thành và thật là vui khi được nghe các nhân viên tại Santa Monica khẳng định bạn sẽ rất bất ngờ trước sự phát triển của Atreus. Theo tiết lộ của Santa Monica Studio, trong Ragnarok, Kratos sẽ đổi sang gọi Atreus bằng tên riêng nhiều hơn và số lần cậu nói boy sẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Một trong số những khuyết điểm của phiên bản God of War 2018 là độ đa dạng của các kẻ địch trong game. Nếu không tính các con boss cốt truyện, chúng ta sẽ chỉ loanh quanh đánh đi đánh lại Troll, Ancient và Traveler với đủ loại màu sắc. God of War luôn là series nổi tiếng với những màn đánh boss đỉnh cao, nhưng ở phiên bản 2018, chất lượng được giữ nguyên, còn số lượng thì lại giảm mạnh. Sau nhiều năm phát triển, có vẻ là Santa Monica đã lắng nghe góp ý từ game thủ. Đa số những reviewer đều đánh giá là game đã khắc phục được điểm yếu này. Kẻ thù rất đa dạng, nhiều mini boss hơn và chúng có điểm yếu cũng như nhiều đòn tấn công đa dạng. Thậm chí GameSpot còn không ngần ngại khẳng định một số con thú cực kỳ nguy hiểm, nó đem lại cảm giác như Monster Hunter vậy. Một điểm trừ nữa mà tôi muốn đề cập tới God of War 2018 đó là số lượng finishing move của Kratos. Chúng ta đến với God of War là để nhìn kẻ thù bị xé ra từng mảnh và để khiến điều đó trở nên thú vị, Kratos sẽ cần có một lượng finishing move đủ lớn để khiến người chơi thỏa mãn. Tuy nhiên, ở phần 1, với mỗi loại kẻ địch, Kratos chỉ có một chiêu kích liễu mà thôi. Vì vậy, đến cuối game, những pha xé xác hoặc túng quăng đi đã lặp đi lặp lại khá nhiều lần đến phát ngán. Vậy vấn đề này, Combat Designer của Santa Monica không ngần ngại chia sẻ, họ đã bổ sung rất nhiều cách khác nhau để bạn có thể kích liễu kẻ địch. Người chơi thậm chí có thể chọn vũ khí để thực hiện chúng. Điều này có nghĩa, với mỗi kẻ địch, bạn có thể có vài cách tống tiện chúng. Đây có lẽ là một sự nâng cấp rất đáng tiền của game. Story. Game lấy mốc thời gian 3 năm sau khi Kratos và Atreus kết thúc chuyến hành trình lên đỉnh núi Jotunheim. Đương nhiên, với cái chết của ba vị thần được Odin cử đi là Magni, Modi và Baldr, cha con nhà chiến thần đang có nhiều kẻ thù hơn bao giờ hết. Sau cái chết của Baldr, Midgard trải qua một mùa đông Fimbul Winter giống như trong lời tiên tri. Lúc này Thor bắt đầu đi tìm kẻ đã giết chết hai đứa con của mình. Một trận chiến long trời lở đất nổ ra. Và dù không người chơi trước nào spoil kết quả, nhưng có lẽ phần thua đã thuộc về Kratos. Chiếc khiên Guardian Shield bị Thor phá hỏng và hai cha con phải nhanh chóng lên đường tìm cách ngăn chặn Ragnarok. Trên đường rời khỏi Midgard, hai cha con chạm mặt Freya. Bà vẫn rất hận Kratos kể từ cái chết của con trai mình. Sau khi cắt đuôi được Freya, vùng đất đầu tiên hai cha con đến chính là Svartalfheim. Vùng đất này ở phần 1 bị Odin ngăn chặn di chuyển đến. Vì vậy, đây sẽ là lần đầu tiên Kratos đến vương quốc của người lùn. Mimir kể lại rằng, Odin bắt tộc này khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức, dẫn đến hệ sinh thái của Svartalfheim bị hủy hoại nghiêm trọng. Đây cũng chính là quê nhà của Brock và Sindri, nơi hai cha con được nâng cấp gear và vũ khí. Ngoài ra, Kratos và Atreus còn ở đây vì một lý do nữa.
đi tìm vị thần chiến tranh Bắc Âu được cho là đã chết trong quá khứ, chính là thần Tyr. Cốt truyện game phần này được tiết lộ tiếp tục tập trung vào nhiều mối quan hệ giữa hai cha con Kratos. Theo bài review của IGN, mối quan hệ của họ trong cuộc hành trình được miêu tả là nằm giữa sự quan tâm và sự thấu hiểu. Sẽ có những mâu thuẫn, sẽ có những bất đồng, nhưng suy cho cùng, họ làm điều đó là vì người còn lại. Mối quan hệ trong game cũng trở nên thú vị hơn khi ngay lúc khởi đầu, chúng ta đã có một bộ ba gồm một ông lão thông thái, kiến thức uyên thâm là Mimir, một ông bố nghiêm khắc đến quá đáng, Kratos, và một cậu bé tài năng và hăng hái quá mức, Atreus. Đặc biệt, với sự xuất hiện của Mimir ngay từ đầu cùng rất nhiều vùng đất mới, bộ ba hứa hẹn sẽ mang lại nhiều giây phút thư giãn sảng khoái cho người chơi. Mong rằng ở cuối hành trình tại Bắc Âu, một cái kết đẹp đang chờ đợi hai cha con Kratos. Và trên đây là tổng hợp review của God of War Ragnarok đến từ các trang báo. Đương nhiên là để có thể tận tay đánh giá một bom tấn như God of War thì chỉ có thể tận tay chơi thử mà thôi. Nhưng những nhận xét ban đầu cho thấy rất có khả năng God of War tiếp tục là một ứng cử viên của Game of the Year. Nếu thấy video này hay, nhớ like và subscribe cho Game Cực Hay. Xin chào và hẹn gặp lại anh em tại Midgar vào ngày 9 tháng 11 này.